Xin giới thiệu với các bạn cách xây nhà có hồ bơi trong rừng. Thành và Đạt bị vợ đuổi ra khỏi nhà vì không tắm. Sau đó, họ đến một khu rừng và bắt đầu xây dựng biệt thự nhỏ của riêng mình. Tôi không biết họ đã chặt bao nhiêu gỗ ở trong rừng nữa, mong là nó không quý hiếm. Sau đó Thành bắt đầu sửa chữa ở đây, Đạt bắt đầu đào một cái hố ở khoảng đất trống bên cạnh anh ta. Sau khi đào, họ chôn từng khúc gỗ một. Sau một thời gian, những cây gỗ đã được chôn hết xuống đất. Bây giờ họ đang bắt đầu buộc gỗ bằng dây mây. Nhìn vào kỹ năng thắt nút, không ngoa khi nói rằng họ làm nó như đang thêu hoa dệt gấm. Khung nhà cơ bản đã được dựng lên, sau đó, từ những dải gỗ mỏng hơn, họ bắt đầu làm tầng 1, nói rằng Thành và Đạt là kiến trúc sư bậc thầy quả không sai. Với tốc độ như máy khâu này thì chỉ một lúc, sàn đã được làm xong. Tốc độ tay thực sự quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn hai người đã xây xong tầng 2. Sau đó, họ bắt đầu xây dựng nền của tầng thứ 3. Tôi thấy tốc độ mà họ thắt nút dây mây quá nhanh để có thể theo kịp. Tốc độ tay xứng đáng với danh hiệu thợ xây bậc thầy. Khung tổng thể của ngôi nhà hiện nay có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Họ bắt đầu xây dựng nền ngay bây giờ, tương tự với những ngôi nhà gỗ ở Tây Nguyên. Bây giờ họ bắt đầu xây tường bằng cành cây. Vẫn còn rất nhiều tài nguyên thiên nhiên phải được phân loại. Không biết họ đã sử dụng bao nhiêu dây mây để buộc chúng. Dây mây có độ dẻo dai đến mức nó có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng, thậm chí còn chống đạn. Nếu có ai biết thêm công dụng của nó xin vui lòng để lại cho chúng tôi một bình luận. Tiếp theo họ đã làm đến hai cái thang, bây giờ khung tổng thể có thể được nhìn thấy rõ ràng. Phong cách kiến trúc Spaghetti, ngay cả ban công trên tầng 3 đã được làm xong. Hai người vẫn liên tục vận chuyển những thanh gỗ lên, sẵn sàng để làm khung mái nhà trong thời gian nhanh nhất. Hãy xem họ đang làm gì bây giờ, nhìn vào cách họ gõ cọc gỗ thật sự rất chuyên nghiệp. Hóa ra họ đang xây dựng một cái cầu thang. Thiết kế như này rất là hợp lý, tầng 1 không chạm đất giống nhà sàn Việt Nam. Không chỉ chống thấm nước và chống ẩm, đồng thời nó cũng ngăn chặn sự xâm nhập của một số loài bò sát. Bây giờ những gì họ đang làm là hàng rào. Đó là lan can ở tầng 1, họ đang làm gì tiếp theo? Ném rơm vào bùn một cách chuyên nghiệp bằng kinh nghiệm lâu năm. Không ngờ họ dùng cách này để xây tường, họ trộn bùn với rơm. Sau đó dán lên các dải gỗ làm vách bên ngoài. Thật đơn giản và nhanh chóng, trong chớp mắt, bức tường bên ngoài đã gần hoàn thành. Cảm nhận tốc độ của hai người họ, nếu ở nước ta, lương mua vài con iPhone cũng chưa là gì, bùn trộn với rơm sẽ không nứt. Tường dán thế này thì không những cản được gió mưa, cũng rất ấm áp và bền hơn. Sau một vài vòng, các bức tường đã được xử lý bởi họ, chỉ không biết bên trong phòng của họ như thế nào. Bây giờ phong cách kiến trúc tổng thể đã xuất hiện. Nó trông giống như một phong cách Gothic, tôi không biết có đúng không nữa. Bây giờ là làm mái nhà, đồng thời họ cũng sử dụng cành cây và rãnh khắc trên mái nhà. Nhìn từ xa trông giống như những viên gạch, dường như họ cũng theo đuổi cái đẹp. Cửa sổ nhỏ ở trên cùng cũng được làm xong. Giờ đây chỉ còn lại chút mái nhà cuối cùng. Tôi đoán họ sẽ có thể hoàn thành công việc này rất nhanh. Bây giờ họ tiếp tục sơn các bức tường bên ngoài. Những gì bạn thấy bây giờ phải là loại đất mịn hơn, nhìn khá giống vôi. Họ tạo một lớp bảo vệ khác trên tường, rõ ràng là đất tự do có màu đậm hơn. Nó có thể là bùn vàng, nó giống như tô màu ngôi nhà. Không biết anh ấy gọi nó là gì, họ bắt đầu sơn mái nhà. Phải nói màu xanh này thực sự rất đẹp, tôi chỉ không biết anh ấy lấy nó từ đâu. Thứ này, nếu tôi không nhầm nó phải là củ sắn tôi hay ăn. Tôi nhớ chỉ cần ăn nó với đường hoặc sữa ông thọ sẽ rất ngon. Ai biết có thể để lại lời nhắn ở phần bình luận. Họ đốt lửa, sau đó chỉ cần ném sắn vào và nướng nó. Sau đó, họ đã ăn nó nhưng nếu có thêm đường thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Tôi nghĩ vậy, không biết có phải hai người này bị vợ bỏ đói lâu quá rồi không? Nhìn họ ăn mà tôi cũng thấy đói, nhưng ăn xong có vẻ như họ đã khỏe hơn. Tôi không biết nếu tôi ăn quá nhiều có tốt không? Họ di chuyển rất nhiều gỗ từ rừng về, cái này sẽ làm gì ta? Thành đang đào một cái hố trên mặt đất và Đạt đang chặt củi. Họ cắt gỗ thành những cọc nhỏ bằng nhau, họ chôn chúng xuống hố. Trông nó giống như làm một hàng rào, tiếp theo kết nối các cọc gỗ với nhau. Hình dạng của hàng rào đã hiện ra, tôi đoán nó sẽ là một hàng rào. Sau đó buộc các thanh dọc mỏng hơn, họ làm rất nhanh. Sau một thời gian, nó đã được làm xong. Vào ngày thứ hai, họ nhổ những cụm cỏ này, không biết họ đang làm gì. Nó hơi giống một đống hoa mận, cái này trông giống như một cái nắp nồi tròn. Ồ xem kìa, thì ra hai cường giả định đóng hai bộ bàn tròn và ghế đầu. Đó là một ý tưởng tốt, hai khối viền, hàng rào ở đây thực sự bắt đầu khô. Nếu tôi không nhầm, nó phải là một cái bể bơi, bây giờ tôi đã hiểu. Bây giờ họ đang là tường lượt thứ hai với bùn mịn hơn, tôi không biết bùn này được gọi là gì. Cư dân mạng nào hiểu có thể để lại lời nhắn ở phần bình luận. Xem những gì họ làm tôi chỉ biết than phục. Nếu xây nhà tôi sẽ thuê họ, họ đang làm một cách tỉ mỉ và chính xác. Nhưng cái bể vẫn có thể dò nước ra bên ngoài, anh ấy phải làm nó chắc chắn hơn. Nhưng ngôi nhà của họ trông đẹp hơn rất nhiều rồi. Bây giờ họ đang làm một cái giống như lò sưởi. Phải nói rằng tài nguyên thiên nhiên ở đây thực sự phong phú. Hai mây trái cho vào ống nứa khuấy đều, biến thành sơn màu xanh. Thật ngạc nhiên, sơn tự nhiên như vậy thật là tuyệt. Tôi không biết ai ở Việt Nam sơn nhà như vậy không? Hãy dẫn tôi đến xem với. Bây giờ Đạt đang chặt cây. Không biết anh ấy dùng để làm gì, Thành hái một số quả mọng trên núi. Anh ấy đi qua một cái cây và hái một số trái cây dại. Sau khi trở về, anh ta lấy một vài cái chum nhỏ, đặt một số loại trái cây đầy màu sắc trong mỗi chum và thêm một ít lá cây, không biết cái này để làm gì. Sau đó, họ cho thêm một số chất lỏng màu vàng vào nó. Tiếp theo họ bắt đầu đi lấy nước, tôi thấy họ mỗi người cầm một chum nước nhỏ.
liên tục múc nước qua lại. Sau một thời gian bể bơi đã đầy, tôi không biết phải đặt tên gì cho bể bơi đó bây giờ. Đạt bây giờ đang đói, có vẻ như anh ấy sẽ đặt một số bẫy. Sau khi xong bẫy, Đạt tìm thấy một nơi và nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó, tôi nhìn thấy một vài con gà mái già đi ngang qua với một vài chú gà con. Bây giờ thật tốt để cái bẫy sập xuống. Tôi không biết họ nên có nên ăn con gà mái đang nuôi con đó không nữa, nhưng thịt gà mái thì ngon. Chắc tôi đã nói quá nhiều, anh ấy bắt được 2 con gà nếu tôi đoán đúng. Lần này anh ấy nên làm món gà quay, hóa ra thứ này là cái lò nướng. Chỉ hơi khó để hình dung nó, tôi thấy họ đốt củi và xiên que nướng như thế này thật ngon. Chúng ta hãy nhìn xuống, 3 cái nồi ở đây đang cháy. Anh ấy sẽ đục nó, nước chảy ra, hóa ra đây là một thiết bị chưng cất. Mọi người nói là nó có thể tạo ra một loại tiên tử huyền thoại. Bây giờ, Thành xuất hiện trong rừng, rẽ trái và rẽ phải sau đó mời đến một số đồng nhậu. Đây chắc là đồng hương của họ, lần này có thêm 4 người nữa đến. Có lẽ là do họ đều chưa tắm nên bị vợ đuổi ra ngoài. Tôi có thể hiểu hoàn cảnh của họ, có người đang làm bữa ăn với 2 con gà. Con gà tội nghiệp, chúng đã làm gì chứ chỉ tại chúng ngon. Một cái gì đó ở giữa bàn, tôi không biết đó là rượu hay đồ uống. Nó chắc có vị rất ngon, tôi đang chảy nước miếng một chút. Ăn, uống, bơi lội, đó là cuộc sống tốt nhất, thảo nào họ không muốn về nhà.